Chào các thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh Nguyễn Bỉnh Khiêm thân mến. Mình là Uyên, cựu học sinh chuyên hóa khóa đầu tiên của Nguyễn Bỉnh Khiêm và hiện đang làm việc ở Singapore. Nhân dịp Tết đến thì mình chúc mọi người một năm mới sức khỏe, vui vẻ và làm được nhiều điều mình mong muốn trong năm mới. Về tư vấn thi đại học thì thực sự là mình không có nhiều kinh nghiệm bởi vì mình chưa từng học và cũng chưa từng thi đại học ở Việt Nam. Nhưng nếu các bạn có nhu cầu về tư vấn du học Singapore thì mình hy vọng là mình có thể giúp đỡ được các bạn. Nhân cái chương trình tiếp lửa của ngày hôm nay thì các em có hỏi mình là chị có gửi gắm hay là lời khuyên gì cho các bạn học sinh đang băn khoăn lựa chọn ngành nghề để thi đại học hay không, thì vì mình nghĩ là mỗi người có cái khả năng và cũng như có cái tính cách khác nhau nên là mình chỉ muốn các em thực sự suy nghĩ về những câu hỏi sau đây trước khi các em lựa chọn cái công việc cho mình, cái ngành nghề mà mình sẽ theo đuổi. Thứ nhất là hàng năm có hàng triệu người được đào tạo ra để làm công việc mà các em được đào tạo ra để làm. Vậy thì điều gì đặc biệt ở em mà không ai có thể thay thế được mà nhà tuyển dụng phải chọn em? Đó là điều thứ nhất mình muốn các em suy nghĩ. Điều thứ hai là nếu tiền không phải là vấn đề, mình biết là tiền luôn luôn là một vấn đề, nhưng giả sử tiền không phải là một vấn đề thì các em có chọn ngành nghề mà các em đang chọn hay không? Điều này mình muốn, với câu hỏi này mình muốn các em loại bỏ ra những yếu tố bên ngoài mà nó chi phối cái việc quyết định cái ngành nghề của mình, mà thay vì đó các em tập trung vào cái đam mê bên trong của mình hơn. Và chỉ có đam mê mới thực sự là dẫn các em đi rất xa trên con đường sự nghiệp sau này. Điều thứ ba mình muốn các em suy nghĩ là các em có nghĩ là xã hội, nhu cầu của xã hội trong 5 năm, 10 năm nữa nó sẽ giống với cái nhu cầu xã hội bây giờ hay không? Và với điều này mình nghĩ tất cả mọi người không nên chạy theo những cái ngành nghề hot của thời điểm hiện tại, bởi vì rồi cái gì nó cũng sẽ đi qua, cái gì nó cũng sẽ thay đổi và chỉ có cái đam mê nó mới dẫn các em đi lâu dài được. Và điều cuối cùng mình muốn nói với các em là các em có một cái đặc ân mà không phải ở tuổi nào người ta cũng có được, đó là tuổi trẻ. Vì các em còn quá trẻ nên mọi thứ đều có thể làm lại được. Vì vậy các em hãy sống với cái đam mê của mình, sống với tuổi trẻ của mình, trải nghiệm những điều mình mong muốn và nếu cần thiết các em có thể làm lại được. Và chúc mọi người một năm mới thành công.